Lộc xin chào tất cả mọi người. Thì sáng hôm nay đến hẹn lại lên, Lộc sẽ quay buffet chay miễn phí tại chùa Vĩnh Thọ ở tại thành phố Nha Trang để mọi người cùng xem ha. Thì mọi người đi hướng Diên Khánh xuống Nha Trang thì mọi người đi qua cầu Ông Bộ, mọi người xuống tầm khoảng 1 phút thì sẽ thấy chợ Vĩnh Trung nè. Đây là chợ Vĩnh Trung, còn đây là trạm y tế xã Vĩnh Trung. Chùa gần đường cái mọi người, rất là dễ tìm luôn. Thì hôm nay là ngày rằm tháng 8, thầy sẽ dọn buffet chay miễn phí. Đây bảng đây, sáng là 1 giờ trưa đến 1 giờ chiều, chiều là 4 giờ đến 19 giờ. Chiều hôm nay thì thầy có tổ chức vui hội trăng rằm mọi người. Đêm Trung Thu thì chiều hôm nay thầy Lộc sẽ quay xuống quay tiếp vui hội trăng rằm đêm Trung Thu để mọi người cùng xem tại chùa ha. Thì sáng hôm nay hiện tại là bà con đến chùa dùng buffet chay rất là đông rồi mọi người. Đây là cổng chùa Vĩnh Thọ, nằm ngay trung tâm đường cái luôn mọi người, rất là dễ tìm luôn. Bây giờ thì Lộc sẽ đi vào bên trong để lại Phật, sau đó thì Lộc sẽ quay buffet chay miễn phí tại chùa để mọi người cùng xem luôn ha. Sáng hôm nay thì cũng 10 giờ mọi người, 10 giờ chùa sẽ dọn nha. Đây, Lộc thì đi qua lối bên đây mọi người. Đây mấy cô cũng đang đi bên đây. Ở xe bên chỗ bên hông chùa mọi người. Rồi, bây giờ thì Lộc sẽ lạy miệng âm, sau đó thì Lộc sẽ đi. Sẽ đi lên trên chánh điện chùa để Lộc quay cho mình cùng xem luôn á. Dạ, quay luôn á. Rồi, ok, quay luôn. Lộc sẽ quay chỗ nơi giữ xe để mọi người cùng xem luôn ha. Đây là mấy chú, mấy chú ở chùa giữ xe mọi người. Lộc thì sáng dựng xe ở đây luôn. Đây là nơi dựng xe khi mọi người đến chùa Vĩnh Thọ. Rất là đông xe luôn mọi người. Xe sẽ dựng nối tiếp dài thấu dưới kia luôn mọi người. Thì bây giờ thì Lộc sẽ đi lên trên chánh điện chùa sẽ lại Phật, sau đó thì Lộc sẽ quay buffet chay tại chùa để mọi người cùng xem luôn á. Hiện tại là sáng hôm nay bắt đầu mấy cô Phật tử và mấy khách thập phương á mọi người về chùa dùng buffet chay cũng rất là đông rồi. Tầm khoảng 11 giờ mọi người thì sẽ lớp về học sinh đi học về nè, rồi công nhân đi làm về mọi người. Nên ghế chùa dùng buffet chay cũng sẽ rất là đông luôn. Bây giờ cũng sớm mọi người nên Lộc sẽ đi vào lạy Phật, sau đó thì Lộc sẽ review cho mọi người cùng xem những món buffet chay tại chùa nha. Wow, ở phía trước chùa là có cây bông giấy nữa, rất đẹp luôn mọi người. Đây là thờ ngài hộ pháp tiêu diễn. Đây mấy cô cũng đang dùng cơm chay mọi người. Tại chùa là 40 món chay nha. Tại vì trước khi quay buffet chay thì Lộc sẽ đi lên lạy Phật trước mọi người. Tại là thời tiết ở Nha Trang thì sáng thì nắng mọi người, chiều có tự nhiên mưa à, rất là phức tạp luôn. Sáng nắng nắng gắt lắm mọi người. Rồi Lộc mời tất cả mọi người lại mẹ em âm ha. Wow, bây giờ mình tập sẽ đi vào bên trong chánh điện. Đây là bên trong chánh điện chùa Vĩnh Thọ Nha Trang. Rồi Lộc mời tất cả mọi người lại Phật cùng với Lộc nha. Hai bên thì có thờ hai vị Bồ Tát mọi người.
Đây là một vị Bồ Tát. Thầy mới vừa cúng xong luôn mọi người. Chiều hôm nay thì Lập sẽ quay vui hội trăng rằm tại chùa Quỳnh Thọ để mọi người cùng xem luôn ha. Đây là bên trong chánh điện chùa. Bên đây một vị Bồ Tát đó mọi người. Rồi bây giờ thì Lập sẽ đi xuống review những món chay tại chùa để mọi người cùng xem luôn ha. Bên trong chánh điện rất là mát luôn. Ở phía trên thì thầy có treo những cái lồng đèn rất là đẹp luôn mọi người. Đây là đối diện sẽ Vĩnh Trung nè. Mọi người xem thấy không? Đây là sẽ nè. Chùa còn ngay đường cái luôn, rất là dễ tìm luôn khi mọi người đi du lịch Nha Trang nha. Đó thì mà mọi người đi trúng ngày mùng 1 hay ngày rằm á thì mọi người ghé chùa dùng buffet chay miễn phí nha. Sáng thì thầy có tấm bạc lên mọi người. Tại vì thời tiết ở Nha Trang đang rất là nóng luôn. Sáng thì nắng mà chiều thì mưa mọi người. Bây giờ thì Lập sẽ xuống review những món chay để mọi người cùng xem luôn. Thì ở Nha Trang hiện tại là chỉ có cái chùa Vĩnh Thọ mọi người. Thì hàng tháng là mùng 1 và ngày rằm thì có dọn buffet chay thôi. Lộc thì để dép ở dưới mà đi bộ đi trên không luôn mọi người. Bây giờ thì Lộc sẽ đi vào review những món chay để mọi người cùng xem ha. Wow, hiện tại là bên trong nơi lấy đồ ăn rất là đông luôn mọi người. Nói chung là hàng tháng thì Lộc cũng may xuống chùa Vĩnh Thọ mọi người quay buffet chay để mọi người cùng xem. Một tháng chỉ có 2 lần thôi mọi người, vào ngày mùng 1 và ngày rằm nha. Đây mấy cô đang bút chè nè, xôi nè. Wow, rất là ngon luôn. Xem cảnh người dân đây sắp hàng chuẩn bị thịt cơm mọi người. Lúc trước thì đi vào một lần luôn, bây giờ thì sắp hàng mọi người, sắp hàng từng người đi vào lấy đồ ăn. Đông quá mọi người nên lỏng cái vào review luôn rồi. Đây là gian nhà bếp, hiện tại là phía sau thầy đang nối rộng xây thơm mọi người. Đây mấy cô cũng lấy đồ ăn ra đang dùng mọi người. Thầy có dọn những cái bàn mọi người, khi mọi người đến chùa thì mọi người ra ngồi bàn ăn ha. Bây giờ cũng 10 giờ mấy mọi người, bắt đầu đông rồi. Đông khủng khiếp luôn. Không đi vào review luôn rồi, tại vì đây sắp hàng rất là đông luôn. Thank you.
chay là chùa. Đây là mấy cô, mấy thầy đang phục vụ cho người dân ha. Đó, đi theo sao đu người ta đây nè, không có chen ngang mặt người hết. Đây là nơi đợi lấy chén dĩa nè mọi người. Đó mọi người xếp hàng nha, xếp hàng. Mọi người ăn món gì thì tự chọn á. Wow, đông đen hiền vui. Đây là nơi lấy nước uống. Đó mọi người ăn cơm sau đây, đây là nơi lấy nước uống rồi. Rất là nhiều nước loại nước luôn, bốn loại nước luôn. Wow, hiện tại là rất là đông luôn. Đây, đang xếp hàng rất là đông luôn. Bây giờ mấy đứa nhỏ cũng học về nè mọi người. Bây giờ thành phố bắt đầu đông rồi. Ok luôn. Wow, ngon ghê. Rất là ngon luôn mọi người. Lộc Bài không có đi vào review những món chay được mọi người. Tại vì đang xếp hàng rồi. Đó thì đi vào xong rồi đi ra lối này nè. Đó, cái cô cũng đang lấy thức ăn xong đi ra nè. Đây là nơi mấy thầy dùng cơm. Wow, đồng biên. Tập tính đi vào mà quay mà đồng biên luôn. Mấy đứa nhỏ cũng mới vừa đi học về luôn. Sau hiện tại là cũng mấy cô cũng đang nhìn cơm rồi. Cô cho con que đây cả. À, đây mấy cô cũng đang nhìn cơm rồi. Hồi đó là đứng này là quay. Đây mấy chú ở chùa đang phục vụ thức ăn cho người dân ở địa phương mọi người. Wow, Lộc thấy cái nhiều, rất là nhiều món luôn mọi người. Bánh bèo, bánh hỏi nè, bánh nước, bánh xèo nè. Tầm khoảng 11 giờ mọi người, 11 giờ mới đông nữa. Lúc trước thì đi vào một hàng luôn, giờ thì thầy chọn cái lối đi đây mọi người, không có đi vào một hàng nữa. Bây giờ thì đi từng người gấp thức ăn thôi, chứ không có đi đông như lúc đầu mọi người. Lúc đầu đi vào rất là phức tạp luôn. Đây, tại là người dân cũng đang xếp hàng để đến lượt đi vào gấp thức ăn mọi người. Wow, rất là ngon luôn. Đông ghê mọi người, đông nghẹt luôn. Chú dụ như muốn canh cái tô cái đường hết tô rồi, canh được không? Canh được Nước lọc xíu là làm sẽ uống nước thì về mọi người, tại vì đông nên là không có ăn được cho mọi người. Đi vào chiên lắm mọi người.
thì quay vừa xong là đông rồi nên họ chắc lọc mình ăn cơm rồi. Rồi bây giờ thì Lập sẽ đi re lại phía trước nha mọi người. Wow. Này mấy chú tiểu ở chùa. Nói chung là ngày mùng 1 và ngày rằm mọi người. Sáng cũng đông mà chiều cũng đông, tại vì chùa dọn sáng 10 giờ tới 1 giờ chiều, chiều 4 giờ mọi người, 4 giờ đến 7 giờ chiều, 7 giờ đêm, 7 giờ tối mọi người. Ít người đi vào review dễ mọi người, nhưng mà đông á nên khó vào review lắm, tại vì đông á. Wow. Lộc là thích nhất món chè với xôi mọi người. Nên là nào xuống đây cũng quay mấy món này không à. Đây mấy cô cũng đang phục vụ đây. Rất là ngon luôn. Quay 2 triệu nha, 2 triệu nha. Bây giờ thì Lập sẽ đi ra phía trước luôn mọi người, tại vì đông lắm. Qua wow, bây giờ cũng bắt đầu đông lắm rồi mọi người. Đây mấy cô cũng đang dùng cơ phía dưới nè. Nhưng mà bây giờ thì cũng bắt đầu đông rồi, bây giờ cũng còn khoảng 10 giờ rưỡi mọi người. Này có trang một tấm bàn ở phía trên mọi người, sau đó là dọn bàn ở phía trước, sau đó thì mọi người lấy cơm ở bên trong, sau người ra trước mọi người dùng cơm á, ngồi bàn mọi người dùng cơm. Mấy đứa này nó sợ nó mới quay qua. Quay mà ngại nữa.
tôi quay toàn cảnh lại buffet chay miễn phí tại chùa để mọi người cùng xem luôn ha. Sáng hôm nay rất là đông luôn. Lại gặp nữa. Thì, bây giờ video Lộc quay cũng dài lắm mọi người. Bây giờ Lộc cũng xin kết thúc video nha. Mọi người yêu mến kênh của Lộc thì đăng ký kênh và theo dõi những video mới nhất từ kênh của Lộc nha. Lộc xin chào tất cả mọi người nha.